Xin chào, các bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Theo Discovery Magazine, các hệ thống đánh giá an toàn chính được sử dụng trên khắp thế giới không hề cập nhật vóc dáng cho hình độn thử nghiệm va chạm. Thậm chí, nếu có hãng nào mang xe đến thử nghiệm ở Mỹ, sẽ chẳng bao giờ hình nộm phụ nữ được đặt ở ghế lái. Vậy là nhiều phụ nữ đi mua xe mà không hề biết rằng những chiếc xe không được thiết kế tối ưu cho họ. Xe không an toàn với phụ nữ. Có lẽ điều này xuất phát từ quan niệm nam giới thường lái xe nhiều hơn và có xu hướng mạo hiểm hơn, chạy nhanh, không thắt dây an toàn hoặc say rượu. Do đó, nam giới cũng dễ gặp tai nạn hơn. Nhưng theo nghiên cứu của Đại học Virginia năm 2019, phụ nữ có nguy cơ tử vong cao hơn 17% và bị thương nặng trong các vụ va chạm phía trước cao hơn 73%. Nguyên nhân được đổ cho phụ nữ có xu hướng chọn xe nhỏ và nhẹ hơn nam giới. Song theo Jessica Chemakian, phó chủ tịch nghiên cứu về xe tại Viện Bảo hiểm An toàn Giao thông IIHS, nguyên nhân thực sự nằm ở độ an toàn của xe hay tất cả các hình nộm thử nghiệm va chạm đều là nam giới. Ngay cả những hình nộm nữ được yêu cầu trong các cuộc thử nghiệm cũng chỉ là phiên bản nhỏ hơn của những hình nộm nam. Cả NHTSA và IIHS đều không đưa hình nộm nữ vào ghế lái trong bài kiểm tra va chạm trực diện, thuộc nhóm tai nạn dễ gây tử vong nhất. Trong các bài kiểm tra có hình nộm nữ như va chạm bên hông hay những thử nghiệm không tính vào gắn sao xếp hạng, họ cũng không sử dụng hình nộm phản ánh đúng phụ nữ ngày nay, bởi hình nộm đó không hề tồn tại. Do đó, nhiều chiếc xe không được thiết kế để giữ an toàn cho phụ nữ. Tại sao hình nộm nữ không được chú trọng? Thứ nhất, lịch sử. Hình nộm thử nghiệm va chạm đầu tiên Sierra Sam được phát triển từ những năm 1940 dùng trong không quân Mỹ, phù hợp với tiêu chuẩn thể trạng khi đó và xuất phát từ thực tế phi công thường là nam. Sau đó, Sam được phát triển thành Hybrid 1, mô phỏng theo thể trạng trung bình của nam giới thập niên 70 dùng cho ô tô. Ngày nay, NHTSA và IIHS thường sử dụng Hybrid 3 với chiều cao 175cm, nặng 78kg. Thứ hai, chi phí. Nhà khoa học Jason Foreman ở Đại học Virginia cho biết, việc thiết kế và tạo hình nộm thử nghiệm va chạm phải mất nhiều năm và hàng triệu đô la. Một hình nộm hiện nay có giá từ 10.000 đô la Mỹ đến 1 triệu đô la Mỹ. Thứ ba, theo các tổ chức thử nghiệm, hình nộm nữ không quá cần thiết. NHTSA email cho Discovery Magazine rằng, nếu họ chế tạo ra chiếc ô tô bảo vệ được người to nhất và bé nhất, thì những người ở giữa cũng được bảo vệ. NHTSA còn cho biết những phụ nữ nhỏ bé, không phải những người vóc dáng phổ thông, có nhiều khả năng bị thương hơn trong các vụ va chạm trực diện. Tuy nhiên, Astrid Linder, giám đốc an toàn giao thông tại Viện Nghiên cứu Giao thông và Đường bộ Quốc gia Thụy Điển nói rằng trẻ em được bảo vệ không có nghĩa là mẹ của chúng cũng vậy. Xét trên quan điểm phòng ngừa chấn thương, câu chuyện không chỉ đơn giản là về chiều cao và cân nặng. Sự khác biệt giữa nam và nữ cũng ảnh hưởng. Jermakian phát hiện ra rằng mặc dù ô tô an toàn hơn, phụ nữ vẫn có nhiều khả năng bị thương ở chân và bàn chân hơn. Thứ tư, những thành phần thủ cựu. Một chuyên gia nói với Discovery Magazine rằng thực tế công nghệ đã sẵn sàng, chẳng hạn như dòng Thor đã có phiên bản nữ xác thực hơn, nhưng việc áp dụng là chuyện khác. Bởi các tập đoàn lớn, những thành phần thủ cựu thường không muốn thay đổi. Tuy nhiên, bà Linder cho rằng sớm muộn thế giới cũng phải tiến về điểm cân bằng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!